rất là ngon. Và những cái món sushi, những cái món sushi nha các bạn. Sushi cơm cuộn, sushi cá hồi. Và bên này là cũng món sushi Nhật nha các bạn. Sushi Nhật Bản. Còn đây là món sushi mực. Sushi mực nha các bạn. Thưa các bạn, hôm nay kênh An Giang Ngày Nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái địa điểm nhà hàng chay của Âu Lạc nha các bạn. Đó thì hôm nay mình đã đến cái chỗ mà tiệm nhà hàng chay Âu Lạc Buffet đó các bạn. Đó thì mình sẽ ghi hình cho các bạn một số cái hình ảnh ở cái nơi nhà hàng chay ở đường Nguyễn Trãi đó các bạn. Đó thì các bạn có thể thấy được là cái khung cảnh ở đây cũng rất là lý tưởng nha các bạn, rất là lý tưởng, rất là lịch sự. Mình cảm nhận được là cái sự thoải mái khi mà thực khách đến để mà dùng bữa chay ở cái nhà hàng chay Âu Lạc nha các bạn. Đó thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua những cái món ăn mà nhà hàng chay này có được nha các bạn. Đó thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những cái món xúc xích nha các bạn. Những món xúc xích. Xúc xích chay và cái gà sốt chay, bánh mì nữa các bạn, bánh mì nữa các bạn, sushi chiên rất là ngon nữa các bạn. Phía bên kia đó bây giờ mình sẽ qua cái phía bên này mình cho các bạn xem. Đây là cái bì cuốn đó các bạn. Bì cuốn chay nha, rất là ngon. Đó, khi dùng thì mình dùng với nước với tương nha các bạn. Tương xay với lại ớt. Tương xay với ớt. Và kế đến là cái món cá hồi nha các bạn. Cá hồi nè, mực nè, rồi bầu ngư, rất là nhiều món hải sản. Mà đây là món chay nha các bạn. Đó, mực đó các bạn. Mực chay, cá hồi, cá hồi chay và bầu ngư nữa các bạn. Đó, khi dùng thì mình dùng với mồ tạt nha các bạn. Đó, mồ tạt và cái hay còn gọi là wasabi đó. Đó và gừng ngâm chua, rất là ngon các bạn ơi. Kế tiếp mình sẽ giới thiệu tới các bạn cái món salad đậu nành. Salad đậu nành nha các bạn. Rất là ngon. Và những cái món sushi, những cái món sushi nha các bạn. Sushi cơm cuộn, sushi cá hồi.
Và bên này là cũng món sushi Nhật nha các bạn. Đó, sushi Nhật Bản. Còn đây là món sushi mực. Đó, sushi mực nha các bạn. Đó, khi dùng thì mình dùng kèm với cái mù tạt nè. Đó, mù tạt nha các bạn. Và gừng chua. Đó. À, cơm sushi. Đây là cơm sushi nha các bạn. À, còn đây là những cái món salad nha các bạn. Salad cuộn. À, và đặc biệt đó, mình thấy ở đây có cái món kêu bằng là thịt đông chay đó các bạn. Thịt đông chay hay còn gọi là người Bắc người ta gọi là cái huyết đó các bạn. Đó, nhưng mà cái này là chay nha các bạn. Mình nhìn cũng rất là giống và rất là giống nha các bạn. Ồ, đây bông cải trắng. Bông cải trắng nè các bạn. Rồi củ dền nè. Đó, củ dền. Đó, salad nè. Đó, rất là nhiều món ngon nè các bạn. Đó, hành tây nè. Rồi ớt chuông. Đó, cà rốt sắc sợi. Đó. Rồi cải tím. Đó, cải tím nha các bạn, rất là nhiều nha. Đó, và đậu nành Nhật nha các bạn. Đó, đậu nành Nhật nha. Đó, khi mà các bạn dùng á, là các bạn dùng kèm với cái những cái món sốt nè các bạn. Đó, sốt dâu nè, sốt xoài và ớt xay. Đó, rất là tuyệt vời nha các bạn. Nói chung là khi mà các bạn đến đây á thì mình nghĩ rằng là khó mà là cưỡng lại những cái món rất là ngon của cái nhà hàng chay nha các bạn. Ở đây là những cái món món chua, đồ chua nha các bạn. Đồ chua nè. Đó, thịt ba rọi nữa nè. Đó, thịt ba rọi nữa nè các bạn. Thịt ba rọi sợi nè. Rồi tôm chay. Đó, rất là nhiều cái món chua. Đó, bí đỏ ngâm nữa nè các bạn. Đó, bí đỏ. Bì chay. Đó, rất là nhiều món nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình bây giờ mình mời quý vị và các bạn tiếp tục sơ qua cái những cái món món nóng nha các bạn. Món nóng. Món gỏi, các bạn ơi. Đây là gỏi sứa nha các bạn. Gỏi sứa chay. Đó, khi dùng thì mình dùng với nước mắm nha các bạn. Nước mắm đậu phộng. Và gỏi xoài. Gỏi xoài. Đây là gỏi bưởi nha các bạn. Đó, gỏi bưởi. Rất là ngon. Đây là gỏi đu đủ Thái. À, gỏi đu đủ Thái các bạn ơi. Đó thì người ta để những cái món ăn
ở trong một cái lò mà rất là hiện đại các bạn. Đó, thí dụ như đây là bánh bao nè các bạn. Đó, mình cũng rất thích những cái món ăn này các bạn. Đó, như là đậu hũ nè và chả tôm nè. Đó, chả tôm đậu hũ nè các bạn. Rồi bánh mì. Đó, bánh mì nè các bạn. Và đặc biệt là có cái món gà sốt cay. Đó, gà sốt cay rất là ngon. Ở đây mình thấy cái khung cảnh bài trí rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Đó, đây là cái con robot của cái nhà hàng thực phẩm chay Âu Lạc đó các bạn. Đó, thì khi mà các bạn gọi món, đó, gọi món thì nó sẽ đến, nó đem đến cho các bạn và các bạn đưa cái bill cho nó. Đó, sau khi mà nhận món ăn đó, quý khách vui lòng gửi bill các bạn. Đó, và chạm tay vào đây. Đó, thì nó sẽ đi. Đó, bây giờ mình chạm rồi các bạn. Đó, mình chạm ra nè. Đó, rất là tuyệt vời.
đó thì vừa qua đó mình có giới thiệu với quý vị và các bạn một số cái hình ảnh của cái quán chay Âu Lạc nha các bạn. Thì nếu quý vị và các bạn có cái thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới cái video nha, và đừng quên nhấn cái nút subscribe, đăng ký kênh, đồng thời like, chia sẻ và góp ý giúp cho mình để mình có thể làm tốt hơn những cái vlog về giới thiệu những cái địa điểm, những cái điểm đến và những cái món ăn tuyệt vời nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip sau.